Tôi mệt lắm rồi nha. Bây giờ ông mà còn nhắc đến cái chuyện của Hà nữa, hay là chất vấn tôi những cái chuyện liên quan tới Hà nữa, thì ông đừng đến đây tìm tôi nữa. Không có bạn bè gì hết luôn. Được, không bạn bè gì hết đúng không? Tôi nói cho bà biết, tôi cảnh báo bà luôn. Nhất định tôi sẽ tìm ra được chứng cứ để minh oan cho Hà. Một khi tôi mà tìm ra chứng cứ là có bàn tay bà nhúng vô á, bà đừng có trách tôi nha. Em đâu có muốn làm đâu, nhưng mà bây giờ em không biết phải làm sao hết. Vậy em có biết Ngọc làm một mình hay có liên kết với ai không? Em không biết gì nữa hết á. Cô ta kêu em làm gì em làm theo đó thôi à. Còn một chuyện nữa, Nga nói với con, Ngọc là người đứng đằng sau bày mưu hãm hại Hà. Thật vậy hả con? Dạ, chính cổ đã xác nhận với con. Sau bao nhiêu chuyện, con suy đi nghĩ lại, con thấy anh Cường là người đáng nghi ngờ nhất. Từ cái việc điều tra cái vụ làm lộ bản thông tin đấu giá của công ty mình, anh Cường luôn luôn chĩa mũi nghi ngờ vào Hà, còn gợi ý cho con á là phải điều tra lịch trình của Hà. Và một mực cứ giải quyết cái vụ số tiền chuyển tài khoản của Hà. Biết bao kỷ niệm vẫn còn.